Vâng, một mẫu ly cổ của Technic, mã là SA200. Tôi bán giá 4,5 triệu thôi. Giá cực kỳ mềm cho một mẫu ly đài xuất Mỹ. Và chất âm thì cực hay luôn. Đánh những đôi loa bass 32, 30 thì cả 40 âm ly này đánh được các bác nhá. SA200 xuất Mỹ, radio full 108, bắt đè nét căng luôn. Đây, đang nghe radio đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là đánh hai đôi loa, ông Nguyễn Hồng chỉnh bát chép cân loa, lao lướt đầy đủ, khoa thành phố Vinh, được vào áo ấy, được vào tiếp, kết quả đạt được khi ứng dụng được vào đường ra đầy đủ vào quy trình, đây đường ra được vào viện. Nhờ đó mà 120V, 160W, đây tem cho thị trường Mỹ đây, sản xuất tại Hàn Quốc, chuyện rất bình thường thôi. Đôi loa trên, đôi loa dưới, trở kháng 4-16 ohm. Được Bộ Y tế công bố mới đây, thì bệnh viện đa khoa thì tôi đã bán lần này là lần thứ 3 tốt nhất toàn quốc. Phải nói là quá rẻ cho một mẫu ly đài. Các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Tiếng nó cực khỏe luôn. Tôi sẽ mở nhạc cho các bác nghe. Tại sao tôi bảo nó hay? Cân loa, chỉnh bát chép, lao lướt đầy đủ. Muốn nghe radio phải gạt cái này xuống nhá. Và đây đường tép, nó giống được vào ấy. Radio gạt xuống và xoay sang FM. Xưa trao nhau kỷ niệm phút giây. Xin chào, hẹn gặp lại.